bài tiếp theo gửi về cho bổn đạo. Tiếp đặng lời thăm viếng, ngỏ lời cảm ơn chung hết thiện nam tín nữ, trẻ già, cầu chúc cho tất cả được sáng suốt và hăng hái bước vững trên đường đạo hạnh thanh cao của Phật Pháp. Ở trên này, lúc nào thầy cũng vui vẻ, rất sung sướng mà làm hết phận sự của đạo đức. Chốn này là nơi để cho thầy tỏ dấu, cho hầu hết nhân sanh biết rằng chấn hưng Phật giáo thì phải chịu những sự tang thương biên cải, và khuyên tín đồ chớ buồn lòng lo lắng, vì ơn trinh định vậy thôi, rồi ít lâu có ngày sum hiệp, chứ chẳng hề chi cả. Về kinh giảng, tốt hơn kỹ lưỡng chẳng nên phát lúc này. Về thuốc men cũng tùy theo tâm đạo mà chỉ vẽ thôi. Thời kỳ nghiêm trọng chẳng nên làm theo ý cầu xin của người. Tạm ngưng việc đó lại rồi sẽ cho bấy nhiêu lời cho nam nữ mừng lòng. Không cần chi thi phú dông dài, ý thầy tốt hơn giữ lấy bề trong. Còn bề ngoài để cho thầy yên tịnh, thì sẽ có nhiều điều may mắn đưa đến. Dầu cho xây chuyển đất trời, lòng ta chi dốc đổ đời mà thôi. Cõi lành mong đặng đâm chồi, chặt gìn Phật đạo đền bồi ơn xưa. Đừng thù kẻ nghịch thêm thừa, mở lòng hà hải lọc lừa đàn ngai. Thế gian hiếm kẻ thanh tài, ra đời phải chịu ít ngày gian nan. Cổ kim nghiệm biết đừng than, để cho trời Phật lo toan việc này. Nhà thương chợ quán, 25 tháng 5 năm Canh Thìn. Trở chân cho kịp long hoa, long hoa có mặt ấy là hiền nhân. Thiên Lý Ca. Giáo lý căn bản, tôn chỉ học Phật tu nhân của Phật giáo Hòa Hảo. Bài Tứ Đế và Bát Chánh Đạo. Giảng với kệ ra đà bốn cuốn, ít có người kháng rõ cơ quyền. Diệu Pháp Quang Minh, Hòa Hảo, 10 tháng 4 năm Canh Thìn 1940. Đục trong bốn cuốn ngọn ngành, khuyên đời trao trĩa chữ lành cho xong. Dặn dò bổn đạo, Hòa Hảo tháng 2 năm Canh Thìn 1940. Khoảng cuối năm Nhâm Ngọ 1942, ngày nọ ông Hương Quảng Diệp xuống Bạc Liêu viếng thầy tại nhà ông Ký Giỏi, có hỏi đức thầy: bạch thầy, sao trong bài sơ giải về Tứ Diệu Đề thầy chỉ luận giải có bốn điều khổ? Đức thầy từ bi giải thích: một là khổ đề, là tám điều khổ trong trần, thầy đã giải thích trong quyển Khuyến Thiện. Hai, tập đề là 12 duyên sanh, tức thập nhị nhân duyên, thầy viết tại Bạc Liêu 24 tháng 8 năm Nhâm Ngũ, tức năm 1942. Thứ ba, đạo đề là Bát Chánh Đạo, thầy đã luận trong quyển 6. Bốn, diệt đề là Pháp Hoàng Diệt, phần sau 12 nhân duyên. Ông Quảng Diệp kể lại câu chuyện sau mãn khóa Nguyễn Xuân Thiếp tại Thánh Địa Hòa Hảo năm 1966. Sơ giải về Tứ Diệu Đề. Một, khổ đề gồm các sự khổ trong đời. Hai, tập đề gồm có các tập nhân sanh ra quả khổ. Ba, đạo đề gồm có tám đường chánh. Bốn, diệt đề phương pháp diệt khổ hưởng quả niết bàn. Bạc Liêu năm Nhâm Ngũ 1942, Thiện Tâm. Chú giảng: Tứ Đế tức Tứ Diệu Đề. Tứ là bốn, diệu là công năng hay lợi ích khi hành pháp, ví như ngọn đuốc soi sáng, diệu pháp đăng, sự mê mờ tâm tối để chúng sanh sáng suốt nhận ra chân lý đạo. Đế và đề là sự chắc thật lớn nhất, vượt cả không gian và thời gian, đưa con người từ phàm đến thánh. Ý nghĩa: thế gian khổ. Một, khổ đề, sự khổ của sáu đường phàm phu thuộc quả khổ. Tất cả khổ của thế gian, tinh thần và vật chất, khổ ta bà nhiếp lại tám phần. Hai, tập đề, suy gẫm mọi nguyên nhân sự khổ ở thế gian, tức
nghiệp nhân vô minh, kết tập thuộc nhân khổ của thế gian, 12 duyên sanh. Xuất thế gian vui, 3 diệt đề, chỉ rõ sự dứt sạch vô minh phiền não. Quả vui xuất thế gian, trạng thái tinh thần khinh an thanh tịnh, khi cắt đứt mọi đau khổ của thể xác và tinh thần. Tất cả mọi vật đều vô thường. 4. Đạo đề, con đường tu tập bát chánh đạo để giải thoát sự khổ trong đời. Nhân vui xuất thế gian. Tóm lại, tứ đế là đối diện với thực tại đau khổ của trần ai. Khổ đề khi biết rõ nguyên nhân sự thật của khổ hải, lo tu tập đề, hằng ngày theo bát chánh đạo, đạo đề, để dập tắt mọi khổ đến quả an vui, diệt đề. Cũng nên biết, xưa Đức Phật Tổ Thích Ca chuyển Pháp Luân, Ngài thuyết cho nhóm Kiều Trần Dư tại vườn Lộc Giả. Từ đó, thế gian có đủ tam bảo thượng trụ. Về tứ đế, xưa Đức Phật Tổ Thích Ca dạy là khổ, tập, diệt và đạo đế, nghĩa là Phật cho biết quả khổ hiện tại, nguyên nhân sinh ra quả khổ. Sau này Đức Thầy luận giải hai lần. A. À, lần đầu 1939 là tập, diệt khổ và đạo đề. Niết bàn có quả an vui phải tạo nhân giải thoát. Bát chánh đạo tức chứng diệt đề là giải thoát sinh tử, tuy bố cục có khác. Vì thời chánh pháp, căn cơ của chúng sanh thượng căn thượng trí, nên nghe giáo lý tối thượng xong là đắc đạo. Đến thời kỳ hạ nguyên mạt pháp, căn cơ của chúng sanh hạ căn hạ trí, nghe không nổi diệu pháp cao siêu, nên Ngài giải pháp tu dễ hành. B. Sau này 1942, Đức Thầy bố cục lại y như Đức Phật, khổ tập diệt đạo, tức là muốn an vui đạo đề phải gieo nhân để hưởng quả diệt đề. Cụ thể như đoạn: tà với chánh còn đương trà trộn, người muốn tu phải sớm lọc lừa. Tứ diệu đề ai có mên ưa, thì lão cũng kể sơ thêm nữa. Chữ tập đề nay đà mở cửa, để đem vào khuôn khổ người hiền. Sáng cực lòng một bước đầu tiên, sao mới được làm nên Phật thanh. Về thượng giai cõi tiên mới bảnh, đến diệt đề trừ vật dục xưa. Cõi hồng trần các diệt mênh ưa, sự giả tạm ta nên rứt bỏ. Muốn tâm tánh ngày kia sang tỏ, thì khổ đề phải chịu nhọc nhằn. Lòng dục tu thì phải thiệt hành, chớ đừng có ham điều sung sướng. Đức Phật Tổ nào đâu hẹp lượng, chịu nhọc nhằn mới rõ đạo đề. Thay một đàn thẳng bẳng mà mê, ôi chừng đó mới là màu nhiệm. Và kinh giới sấm chúng dân thường thấy, chữ bát chánh rõ ràng trong giấy, là chân truyền của Đức Thích Ca. Người tu hành cần phải tìm ra, cho dân biết một đầu chánh kiến. Trí linh mẫn nhìn xem các chuyện, phải đừng cho lầm lạc nẻo tà. Dầu việc người hay việc của ta, nên phán đoán cho tường cho tận. Tội với phước xét coi nhiều bận, mới khỏi lầm tà kiến đem vào. Chánh tư duy một ấy thanh cao, hãy tưởng nhớ những điều đáng nhớ. Trên cùng dưới dầu thầy hay tớ, cũng tưởng điều trung chánh mới màu. Việc vui sai mèo mã đâu đâu, hãy dẹp gác nhớ câu lục tự. Câu chánh nghiệp cũng là quá bự, dầu nghề chi làm việc ngay đường. Ta đừng nên theo kẻ bất lương, học ngón xảo để lừa đồng loại. Chánh tinh tấn dầu thành hay bại, cứ một đường tín ngưỡng của mình. Dầu cho ai phá rối đức tin, ta cũng cứ một đàn đi tới. Một chánh mạng chúng sanh ơi hỡi, cho hồn linh cai quản châu thân. Lấy chân nhân dẹp tánh phàm trần, mới có thể mong về cực lạc. Câu chánh ngữ lòng son ghi tạc,
tiên luận bàn ngay ngăn tỏ tường, nói những điều đức hạnh hiền lương, chớ thêm bớt mà mang tội lỗi. Việc trao chát ấy là nguồn cội, lời xảo ngôn do đó mà ra. Kinh nghiệm rồi ta mới diễn ca, cầu chánh niệm thiết tha nhiều nỗi. Khi cầu nguyện đừng cho phạm lỗi, phải làm tròn các việc vẹn toàn. Dần chớ nên làm bướng làm càng, trong lúc ấy niệm cho lấy co. Một chánh định thiệt là rất khó, giữ tâm lòng bất động như như, cho hồn linh yên lặng an cư, thì mới được quần nguyên phản bổn. Giác mê tâm kệ. Tín đồ cùng các chư tăng từ rài sắp đến nói năng chọn lời, bớt phiền bớt não cuộc đời, ráng nghe lời dạy dãy thời hành y. Đạo màu bát chánh ráng ghi, thứ nhất chánh kiến diệt chi xem nhìn, luận bàn chân lý cho minh, chuyện chi xét đoán xảo tinh mới là. Thứ nhì chánh mạng vậy mà, việc làm do lịnh tâm hồn khiến sai. Thứ ba tư duy bằng nay, các điều tưởng nhớ thẳng ngay mới màu. Thứ tư chánh nghiệp mặc dầu, nghề chi thì cũng ngõ hầu làm ngay. Tà gian tánh ấy tù đài, của người tham nhũng nghề này chớ ham. Thứ năm tinh tấn hội đàm, sạch trong kỹ lưỡng mà làm mới ngoan. Thứ sáu chánh ngữ liệu toan, nói năng điều chánh thì an chứ gì. Thứ bảy chánh niệm dậy thì, khi cầu khi nguyện chuyện gì thành tâm. Thứ tám chánh định chớ lầm, từ bi hai chữ đứng nằm chớ quên. Ngồi đâu cũng định mới nên, đừng cho công việc hớ hên với người. Hành y thì đáng vàng mười, tùy lòng tùy sức của người đời nay. Dặn dò bổn đạo. Phần tiếp theo, nhân quả. Lời khuyên bổn đạo phần 2. Trong khi các trò còn ở trong biển mê sông khổ, thường bị những chướng nghiệp nhiều đời mà làm cho linh hồn chìm đắm trong ba cõi sáu đường, xuống xuống lên lên, luân hồi chuyển kiếp. Ấy cũng tại sự mê lầm của lục căn mà sai đắm lục trần. Ý thức lầm lạc ấy khiến các trò nhận lấy cái thân ô trược này là thật. Cái cảnh phú quý cùng cuộc tình duyên tồn tại vui sai. Nào hay thân vô thường tạm mượn do tứ đại hiệp thành. Cuộc phú quý tựa đám phù dân. Cái sắc nước hương trời ấy của các trò có khác chi cành hoa sớm nở chiều tàn, không chi bền chắc. Còn tội chướng thì linh hồn phải chịu luân chuyển báo đền. Ngày nay đã tỉnh ngộ quy y cùng Phật Pháp, như vậy cửa trường sanh bất diệt các trò đã gặp nẻo, nương đèn trí huệ ly xuất phàm trần, chán cảnh phồn hoa tìm nơi tịch tịnh. Nhưng các trò tuy lòng mộ đạo chứ chưa hiểu rành nẻo bước đường đi. Hãy tạm xét chữ quy y cho thấu đáo. Quy là về, mà về đâu? Về cửa Phật. Y có nghĩa là dâng lời theo khuôn mẫu. Vậy quy y đầu Phật là nương nhờ cửa Phật và làm y theo lời Phật dạy. Phật từ thiện cách nào, ta phải từ thiện theo cách nấy. Phật tu cách nào đắc đạo rồi dạy ta, ta cũng làm theo cách nấy. Thầy cảnh tỉnh giác ngộ điều gì chánh đáng thì khá dâng lời. Cần nhất ở chỗ giữ giới luật hàng ngày, còn sự lễ bái là điều phụ thuộc, là món trợ đạo để nhắc nhở các trò nhớ phận sự mà làm. Thầy xét trong tam nghiệp các trò còn mang nặng lắm. Trong đường tu nương theo tam nghiệp thì khổ não lắm. Chúng sanh tịnh được tam nghiệp mới mong về cõi Phật. Tam nghiệp là thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Đọc lại trong cuốn Khuyến Thiện. Nhưng thầy xét lại khẩu nghiệp của các trò nặng nề hơn hết. Hãy lấy gươm trí huệ mà dọn sạch ma lòng. Hãy lấy lòng khoan dung mà đối đãi lẫn nhau. Hãy lấy lòng bác ái nhân đạo
mà cư xử với mọi người. Cần hiểu cái lý vô ngã của nhà Phật, hãy ráng sức thi hành, sẽ có thầy ủng hộ. Kể rằng đạo pháp thường hay dung với hòa, xét người chó tột xét thân ta. Nếu người rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Phần tiếp theo, lòng nhân. Trong thời gian Đức Huỳnh giáo chủ thăm chính với vai trò ủy viên đặc biệt trong Ủy ban hành chánh Nam Bộ, từ tháng 10 năm 1946, Bính Tuất chống ngoại xâm. Bấy giờ tôi gia nhập trong bộ đội lưu động số 2 Nguyễn Trung Trực, do ông Năm Lửa là ông Trần Văn Soái chỉ huy trưởng, thuộc Vệ quốc đoàn 30 Việt Nam, với nhiệm vụ chánh trị viên. Là một tín đồ Phật giáo hòa hảo, mặc dù giữ quy luật của đạo, lo tu hành như những tín đồ bình thường khác, có điều tôi thấy tuổi phận mình vì được ở gần bên Đức Thầy mà chưa một lần có dịp gần gũi nghe Ngài trực tiếp dạy chỉ, so lại với nhiều tín đồ hữu duyên khác. Mãi đến một hôm, tại võ phòng lưu động số 2, di chuyển đến căn nhà tại sông Xoài, Đức Thầy ghé vào, tôi mới có dịp trực tiếp lãnh giáo. Mỗi khi nhớ lại câu chuyện này như vẫn còn văng vẳng bên tai. Đó là vào lúc 10 giờ sáng trung tuần tháng 2 nhuận năm Đinh Hợi 1947. Ánh nắng gay gắt chiếu xuống những mái nhà, con đường và hai hàng cây ven sông khiến cho người và vật vô cùng khó chịu vì cái nắng chói chang oi bức. Sau khi ghé vào thăm các chiến sĩ và giải chỉ số việc quân cơ, Đức Thầy từ giã ra đi. Tiễn chân Ngài có ông chỉ huy trưởng Năm Lửa và tôi. Đến mé sông thấy có số gà vịt khá nhiều, con thì bị nhốt, con bị cột vì vừa tập kết về đơn vị, nhưng tất cả đều bị ánh nắng trưa chiếu rọi xuống mệt đường. Mặc dù chúng được để dưới bóng vải ô môi rộp bóng, Đức Thầy nhìn sang tôi hỏi: "Vịt gà dưới Hậu Giang mắc hay rẻ mà mua gửi tới đây nhiều quá vậy?" "Dạ thưa Thầy, theo thông quy thì dưới miền Tây, anh em đồng đạo gửi lên số gà vịt này, mỗi nhà tiếp tế cho bộ đội mình một vài con cho chiến sĩ ăn đo đánh giặc, chứ không có mua nên con không biết được giá cả." Đức Thầy bảo: "Vậy thì kêu mấy bà hậu cần trong bếp á, tổ chức đem chúng vào để trong mát cho ăn uống đầy đủ. Khi nào làm thịt thì làm, chớ đừng để chúng bị phơi nắng hay đói khát, tội nghiệp lắm." Tôi vâng lời cho làm ngay. Cũng từ ấy cho đến ngày Đức Thầy trở về miền Tây thọ nạn, tôi không có dịp gặp lại Ngài. Theo lời kể ông Nguyễn An Tọa, Đuốc Từ Bi số 13. Mẫu chuyện tiếp theo, khía cạnh từ bi. Một buổi chiều của năm Giáp Thân 1944, lúc Đức Thầy ở tại văn phòng số 148 đường Lô Phe, Sài Gòn, có một nữ tín đồ từ làng Phú Thuận, Hồng Ngự, Châu Đốc lên viếng, có mang theo một cái gói giấy nhật trình là tờ báo, cẩn thận vào diện kiến Đức Thầy. Người này xá ngài xong, trình gói ấy lên và có lời: "Bạch Thầy, con xin phép trước tới đây viếng thăm Thầy, sau đem bộ đồ hàng Long Khánh, Tân Châu, loại có tiếng thời bấy giờ, để Thầy thay đổi, vì con thấy Thầy chỉ mặc vải trắng hay vải nhuộm màu già mà thôi." Nghe tín đồ nói vậy, Đức Thầy cười nhận tặng vật cảm ơn, đồng thời bảo người nữ tín đồ khác trong văn phòng đem cất số tặng vật ấy và căn dặn: "Hãy để y, đừng mở ra nghe." 3 ngày sau, có người tín đồ khác đến viếng chuẩn bị từ giã. Ngài bảo cô nữ tín đồ kia lấy gói quần áo hôm nọ ra, tự tay Đức Thầy cho người nam tín đồ nghèo khổ này. Thấy vậy, người nữ tín đồ kia vừa ngạc nhiên vừa tiếc rẻ bộ đồ mới may, nên lên tiếng: "À, dạ bạch Thầy, bộ đồ mới do chị đồng đạo ở Phú Thuận từ xa đem tới 3 hôm trước, Thầy chưa mặc lần nào, sao lấy cho ông ba à?" Cô có biết bộ đồ hàng này được như vậy là đã có biết bao nhiêu con tầm chết rồi không? Mọi người có mặt ngạc nhiên suy nghĩ. Thật vậy, lời nói và việc làm nào của Đức Thầy dạy tín đồ
đều được Ngài thể hiện đúng y, đó gọi tri hành hiệp nhất. Bởi lãnh nhiễu lụa là những sản phẩm quý giá đắt đỏ thời bấy giờ, rất hợp với những ai thích chân diện, đua đòi, gấm dốc lụa là. Còn người tu thì có lối sống giản dị, khác hơn mới phải người thoát tục, lạc đạo an bần, xả thân tu tỉnh, chứ không được theo vật chất xa hoa lòe loẹt. Ngài từng dạy: nào lụa là lãnh nhiễu tô sô, chớ ham muốn mà sao lao ly. Trích trong Giác Mê Tâm Kệ, theo lời kể của Khổng Tước Nguyên, Bút Từ Bi số 8. Mẫu chuyện tiếp theo: ăn thì được, sợ không tiêu. Một ngày vào buổi sáng tháng 4 năm Quý Mùi 1943, Đức Thầy đứng bên căn nhà lầu đường Nguyễn Công Trứ, Sài Gòn. Tôi cùng hai tín đồ Phật giáo hòa hảo khác đứng nơi cửa sổ nhà bên cạnh. Gần đấy cũng có căn lầu thuộc tổ chức tuyển công nhân lao động đóng tàu cho quân đội Nhật Bản. Ông chủ thầu đặt văn phòng trên lầu, thường đi lại trên chiếc xe Ford màu đỏ. Lúc 8 giờ sáng mỗi ngày, sau khi điểm tâm, ông chủ lên văn phòng. Tầng dưới có một thừa phái, tức là thư ký, tiếp nhận nhân viên đến xin việc làm, với điều kiện là phải đóng một số tiền ít lắm, là trên 2 đồng mới được gặp ông chủ. Cứ thế, ngày ngày có từ 3 tới 5 người, có khi nhiều hơn, đứng chờ sẵn trước sân chờ gặp mặt chủ. Việc làm của nhà thầu càng ngày càng thạnh lợi. Hôm ấy, có tới 6-7 người tới nộp lệ phí để gặp chủ thầu. Thấy vậy, ba chúng tôi, một người pha trò: bên ấy ai muốn gặp ông chủ phải nộp lệ phí, thì tiền làm gì cho hết. Phải chi tín đồ muốn lên gặp thầy, mỗi người chỉ đóng 1 đồng thì đỡ cho chi phí hàng ngày quá. Bởi độ rài tình hình dưới miền Tây gặp nhiều khó khăn, nên anh em tín đồ ở các tỉnh lên đây khá đông. Vừa nói, anh bạn tôi vừa cười. Đức Thầy nghe vậy cũng cười, nhưng Ngài cho biết: ăn thì được, mà sợ không tiêu. Nói xong, Đức Thầy xuống lầu, chúng tôi lục thục đi theo. Tuy nhiên lúc ấy, cả ba chúng tôi chưa ai ngộ ra hết ý nghĩa hàm xúc, nhưng chẳng ai dám hỏi lại thầy. Thời gian sau, ông chủ thầu như diều gặp gió, được đề cử vào nội các trong một thời gian ngắn. Có lẽ vì không tiêu câu đó, không được chánh phủ trọng dụng nữa, việc làm dần dần thất bại, đúng như lời Đức Thầy dạy chỉ: của thế trần như mật dinh dao, kẻ tham ăn kê miệng liếm vào, chừng đứt lưỡi mới là hối hận. Trích trong Khuyến Thiện, theo lời kể Khổng Tước Nguyên, Bút Từ Bi số 18.